Hello, xin chào các đồng chí và các bạn thân thương. Cái lũ bao ve, cái lũ tấn cộng ô hợp nó chê Việt Nam, nó nói cộng sản ác cái gì đó hèn dữ vậy. Đấy, các bạn thấy nè, đây là trung tâm của thành phố Mỹ Tho à, các bạn thấy không, sống tấp nập không gì à, dân thì làm ăn buôn bán à, bây giờ mình đang mua một con vịt quay có 320 mà nó ngon ơi là ngon. Bởi vì tội cái lũ bao que, cái lũ ô hợp, cái đám chống cộng dòi bọ, nó ngồi nó khóc, nó khóc, nó nói là cộng sản thì ác dân hèn với giặc. Ngồi bên kia bờ đại dương nó chui lên Facebook, khóc lên mạng, nó khóc từ sáng chiều tối. Nó đã đảo lại manh, chống sức lại manh. Cha con tụi nó, tôi mới nhận được cái thông tin cha con tụi nó đang gọi là ký cái petition á, cái giấy gì đó, cái đằng nó phản biện nó là lấy bao nhiêu chữ ký đặng chủ sức lại mình. Cái này nhiều ạ, dạ dịch 320 chú. Rồi, cảm ơn nha. Em phải tức cười thôi, mấy cái đá mà bao que tụi mấy cái đá một phần mà cấp cộng nó bị bệnh hay gì á. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha, rất là vui. Mỗi khi các bạn nói là cảm ơn nha, các bạn thấy không, Việt Nam vậy thôi chứ mà đòi gì nữa hả. Bây giờ mình đi chơi, mới về hôm qua nay, nói chung là đi thăm bà con, chưa có dịp gặp anh chị em các bạn, và mình sẽ tranh thủ để có thời gian gặp các đồng chí thân thương và các bạn yêu mến của Lợi Minh. Các bạn là những người tiếp sức cho Lợi Minh rất là nhiều trong những ngày qua để mà tranh đấu vạch mặt cái bè lũ ngụy, nhất là cái lũ ngụy thì muốn đời là ngụy rồi bạn ơi, ngụy thì không bao giờ sửa được. Nói chung như tôi đã chia sẻ trên cái live stream của tôi đó, những thành phần ngụy mà họ quay trở về những đất nước gọi là quay đầu là bờ đó, họ trở về với một cái dân sự thì mình hân hoan đón chào họ, mà họ trở về với cái mưu đồ mà trong len lỏi vào trong chính trị đó, trong cái công cuộc mà đổi mới đất nước mà chính trị đồ, như ông Nguyễn Xuân Hùng là một cái bằng chứng, không bao giờ tin tưởng được họ đâu. Cũng như mấy cái tay mà ngụy sử, các bạn thấy họ là những người cái chế độ cũ, họ luôn mang trong lòng những cái sự hận thù, họ không bao giờ bỏ qua đó. Ngoại trừ họ trở thành một người dân sự, họ bỏ đi cái trong cái đầu óc của họ, họ phải bỏ đi cái gọi là cờ vàng, không chứ dạ không đại chính dạ không họ phải bỏ đi cái cờ vàng thì họ mới có thiện chí gọi là hòa hợp hòa giải với dân tộc đất nước. Còn cái cờ vàng của họ, họ vẫn còn gọi là vươn cao, và họ luôn luôn khẳng định cái sự cực đoan và chống phá của họ, thì không bao giờ mà hòa hợp hòa giải được những cái thành phần và thành phần của những người đâu. Đất nước mình cũng luôn vang tay chào đón những người con trở về với đất mẹ, nhưng không thể nào chào đón những kẻ ngụy như là ngụy tạo, những kẻ ngụy mà ngụy xạo á, nó len lỏi vào trong cái bộ máy chính quyền, nó len lỏi vào trong cái nghị quyết 36 và cái chương trình hòa hợp hòa giải. Tôi sống với bọn nó mấy chục năm tôi biết rồi. Tôi nói cho anh chị các bạn, thì nó giết tôi nó giết không được, nó giết tôi được nó đã giết từ lâu rồi, nó giết bởi vì ông trời, tôi nói là ông trời hại tụi nó đầu quăng tôi cả xuống biển, nó đòi nó lên tới gọi là cao quỷ tị nạn Liên Hợp Quốc. Nó tố cáo tôi tới trên đó rồi mà tôi còn học chết rồi. Bây giờ tôi đứng ở Việt Nam á, bữa kia tôi đứng ở bên Mỹ rồi. Bởi vì trên đời nó có nhiều cái người ta nói là lực nhân quả là nó vậy đó, cái gì nó cũng có cái quy luật của nó. Nếu mà mình sống mà mình đi ngược lại với những cái gì mà tạo hóa của thiên nhiên mà, thì mình sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Thôi bây giờ mình tiếp tục chạy đi để cho các bạn xem, đây là thành phố Mỹ Tho, ở đây là thành phố Mỹ Tho đó. Các bạn thấy không, chỉ là một thành phố nhỏ thôi mà cuộc sống người ta, các bạn thấy tấp nập. Giờ này là 2 giờ rồi, thành người ta ngủ một giấc trưa, 12 giờ đang ngủ một giấc trưa là bắt đầu họ thức dậy, bắt đầu đi làm, nó thấy vui chỗ đó.
vui nhá. Không đâu vui bằng Việt Nam ấy. Nói chứ đi đâu đi cũng không có bằng Việt Nam đâu. Tôi bảo đảm các bạn. Bây giờ các bạn có đổ bạc tỷ vài trăm ngàn đô giờ đi qua Mỹ giờ cũng tất tần tật. Đời sống bên đó bây giờ nó đòi hỏi rất là cao. Tôi nói ngay cả ông Phạm Đình Nguyên, ông bỏ ra 900 ngàn hơn gần 1 triệu đô để ông mua cái thị trấn. Bây giờ ông mới thấy cái sự ràng buộc của Mỹ như thế nào. Mà trong khi đó ông phải đầu tư gấp đôi số tiền đó, các bạn biết. Hiện nay ông cũng chưa có gọi là có lãi nữa. Nó chỉ gọi là ông đang ở cái mức độ gọi là quảng cáo thôi. Nó chỉ ông bỏ biết bao nhiêu công sức rồi. Nó đâu có giỡn đâu các bạn. Thằng Mỹ nó là con cáo già. Qua làm ăn với nó là phải cẩn thận. Vui không? À, vừa ở Việt Nam mà mạng 3G cũng mạnh ghê chứ. Mạng 3G Việt Nam mạnh rất là mạnh nè. Vừa chạy một tay vừa live stream luôn. Thôi chào các bạn nha. Mình ở công an gặp bà cái mẹ. Chứ có tiền biết làm ăn Việt Nam giờ cũng thoải mái chứ không có nổi tệ giống như mấy thành phần mà gọi là khóc mướn, mấy cái đám mà khóc mướn cho cái loại mà cái đám mà quỷ, cái đám mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại cứ gửi về ba cái đồng tiền dơ bẩn của nó rồi ngồi đó đi khóc mướn chửi mướn lên trên này giả đích tùm lum làm giống như là yêu nước Mỹ lắm. Bà mà cha rất là nhiều người thấy lạ. Ở núi này thì cứ trong núi nọ. Qua Mỹ thì giờ đâu phải giỡn. Điều kiện sống bây giờ nó thay đổi rất là nhiều. Thôi chắc phải tắt rồi. Chạy kiểu một tay này hồi mà không được rồi. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Mình hẹn các bạn dịp tới có chỗ nào hay mình sẽ live stream để chúng ta cùng nhau chia sẻ quê hương đất nước của mình đang đổi mới và cuộc sống nó đang thay đổi từng giờ và từng ngày. Ô, chạy xe máy là bình thường đó. Anh có bằng lái đâu đầy đủ. Chạy xe máy là bình thường đó, anh còn chạy ô tô nó chưa đó. Đầu tầng đi về Bảo Lộc anh mới chạy xe kia thôi. Anh Việt Nam vui hả các bạn hả? Ừ, chiếc PCS à. Mình phái chiếc xe này nó chạy đầm lắm. Thôi chào các bạn nha. Tại vì có một tay à, chạy hồi không lỡ cảnh sát phạt à.